RFA bỏ quên vấn đề sức khỏe của người dân Việt Nam mà chăm chăm chê bai nhà nước chống dịch. Đại dịch COVID-19 đang diễn ra rất phức tạp với tốc độ lây lan nhanh ở nhiều địa phương, số lượng người nhiễm tăng nhanh. Cả hệ thống chính trị vẫn đang căng mình chống dịch nhằm bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của người dân. Các biện pháp phòng chống dịch COVID được các địa phương triển khai quyết liệt, chủ động, phù hợp với điều kiện của địa phương mình. Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, chính phủ, các địa phương cũng đã áp dụng các biện pháp để phù hợp với tình hình nhằm mục tiêu vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Thế nhưng, RFA lại xuyên tạc việc áp dụng các biện pháp đó làm cho người dân mất niềm tin vào đảng, nhà nước. Theo đó, trong bài viết, RFA đã đăng một nhận định hết sức tùy tiện, vô căn cứ, mà theo RFA là của một người dân ở thành phố Hồ Chí Minh về niềm tin của người dân với nhà nước và dẫn lời của người này khi cho rằng niềm tin của người dân đối với chính quyền đã xuống tới mức thấp nhất rồi. Thử hỏi RFA, người dân đó là ai? RFA sao lại hồ đồ như vậy khi lấy một ý kiến của một người để áp đặt cho cả một cộng đồng người? Liệu rằng RFA có vội vã quá không? Xin thưa rằng, niềm tin của người dân Việt Nam vào đảng, nhà nước không phải được hình thành một sớm một chiều, mà nó được hun đúc, bồi đắp trong tâm trí của con người Việt Nam, trải qua cả một chặng đường dài lịch sử dân tộc. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, nhà nước đã lãnh đạo nhân dân thực hiện thành công hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước non sông thu về một mối, đất nước được độc lập, tự do, nhân dân trở thành người làm chủ đất nước. Hiện nay, nước ta đang trên đà hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Để có được sự đánh giá khách quan đó, do chúng ta luôn giữ được môi trường ổn định về chính trị, xã hội, nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và quản lý của nhà nước. Niềm tin đó thường xuyên được đảng, nhà nước và nhân dân củng cố ngày càng vững chắc. Đó là một thực tế không thể phủ nhận được. Nhưng với âm mưu chống phá nhà nước ta, RFA đã áp đặt những nhận định vô căn cứ của chúng cho người dân Việt Nam. Việc RFA đưa ra nhận định rằng niềm tin của người dân đối với chính quyền đã xuống tới mức thấp nhất rồi là hoàn toàn sai lầm và thông tin bịa đặt vô căn cứ. Hiện nay, thông tin trôi nổi trên mạng xã hội rất nhiều, nhưng tính xác thực không cao. Nó có thể đúng hoặc không đúng, mà không có căn cứ, cơ sở pháp lý nào đảm bảo. Nếu người đọc không biết cách kiểm chứng, sẽ bị rối loạn thông tin. Nên thông tin trên mạng xã hội không thể được coi là nguồn chính thống. Trước tình hình dịch Covid đang diễn biến phức tạp ở nước ta hiện nay, nếu không kiểm soát được thông tin trên mạng xã hội thì người dân sẽ không biết đâu là thông tin chính xác, tạo ra những hiệu ứng tiêu cực trong nhân dân như chủ quan, lơ là hay lo lắng, hoảng loạn. Như thế, chính RFA mới là kẻ dối trá, lừa dối dư luận. Chúng mới là kẻ làm cho một số người dân nhẹ dạ cảm thấy như bị lừa, bị sốc khi biết rõ bản chất xấu xa, bị ổi của chính chúng. Tóm lại, mục đích của RFA là xuyên tạc công tác phòng chống dịch COVID-19 để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ nhân dân với đảng và nhà nước, kích động các hoạt động chống phá đất nước, mà trước hết là kích động các hoạt động đối với việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, làm mất niềm tin của người dân với chính quyền. Từ đó dẫn đến việc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 gặp khó khăn, khiến người dân mơ hồ, không rõ ràng, lơ là, chủ quan, dẫn đến dịch bùng phát mất kiểm soát. Đó là điều mà RFA mong muốn. Dẫu biết những lời lẽ của RFA là không đúng sự thật, khi chúng chỉ lợi dụng các vấn đề trong xã hội để xuyên tạc chống phá đảng, nhà nước. Trong bối cảnh tình hình đại dịch COVID-19 hiện nay đang diễn ra phức tạp, thì hoạt động chống phá của chúng ngày càng điên cuồng. Do vậy, mỗi người dân cần tỉnh táo trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nhất là RFA. Chủ động, tích cực đấu tranh trên không gian mạng và các luận điệu của các thế lực thù địch, góp phần tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của đảng, chính sách và luật pháp của nhà nước, tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt.